Tâm con hay bị quấy rối bởi các dục lạc. Xin sư chỉ giúp con cách kiềm chế bản thân trước dục lạc. Nó có một số đề mục thiền giúp đối trị với dục lạc. Ví dụ như là thiền quán 32 thể trược, đặc biệt là ở cái khóa thiền vừa rồi, 7 ngày vừa rồi Phước Sơn á, sư hướng dẫn thiền sinh là quán đề mục bộ xương. Thì đề mục đó là một đề mục giúp cho chúng ta giảm thiểu các dục lạc. Nhưng mà nó đòi hỏi chúng ta phải thực hành kia. Chứ còn không thực hành thì rất khó để có được kết quả. Còn ngoài ra đó thì chúng ta có nhiều cách khác. Ví dụ như là không có nhìn vào cái tịnh tướng của họ và mà nhìn vào các cái bất tịnh tướng của họ. Ví dụ như khi mà nhìn vào một người nữ hoặc một người khác giới thì chúng ta nhìn vào cái sự già nua. Ví dụ như nhìn gương mặt của họ đó và chúng ta nghĩ đến cái tướng đó, nhưng mà khi nó trở nên già nua, nó trở nên kém hấp dẫn, nó trở nên bẩn thỉu, nó trở nên có nhiều vết thương, thì như vậy đó chúng ta cũng không còn cái tham dục nữa. Hoặc là chúng ta nhìn họ đó, chúng ta quán tưởng đến tướng bộ xương, thì khi đó cái người ở phía trước mặt chúng ta họ chỉ còn là một bộ xương đang di động thôi. Thì như vậy chúng ta cũng có thể giảm thiểu được tham dục. Hoặc là chúng ta thu thúc các căn lại, mắt bớt nhìn, tai bớt nghe, mũi bớt ngửi, lưỡi bớt nếm, thân bớt xúc chạm, ý bớt suy tư. Thu thúc các căn lại, bớt việc hưởng thụ, dù là việc hưởng thụ cá nhân đi nữa, ví dụ như ăn uống, giảm bớt tất cả các việc hưởng thụ lại, thì như vậy đó các dục nó cũng sẽ đi đến sự kiềm chế, sự kiểm soát. Hoặc là chúng ta nghĩ về giới, nhờ có giới nó kiểm soát chúng ta lại. Còn cái cách mà dùng định ấy, thì chúng ta cần tham dự một cái khóa thiền để được hướng dẫn, được rèn luyện một cách bài bản. Còn như sư nói, nếu mà quý vị chỉ hỏi một cách thông thường thôi thì đó, chúng ta có thể liên tưởng đến cái tướng bộ xương, như là chúng ta thấy họ như là một bộ xương di động á, thì nó cũng sẽ giảm thiểu tham dục.